Chiều nay, Báo Văn hóa phối hợp với Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng và các đơn vị liên quan tổ chức chương trình Hội thảo hợp tác hàng không du lịch kết nối điểm đến toàn cầu. Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trung Khánh và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến đồng chủ trì hội thảo. Hội thảo có sự tham dự của gần 200 đại biểu đến từ các bộ ngành địa phương, các doanh nghiệp hàng không du lịch trên cả nước. Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến cho biết, năm 2022 được xem là năm đánh dấu sự trở lại và phục hồi của ngành hàng không và du lịch cả nước nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng, đồng thời khẳng định nhờ sự phối hợp tích cực của các hãng hàng không trong việc xúc tiến các đường bay quốc tế mới, lượng khách du lịch đến Đà Nẵng tăng trưởng qua từng năm. Hội thảo hợp tác hàng không du lịch, đây là một cơ hội rất là lớn cho thành phố Đà Nẵng cũng như các tỉnh lân cận có mặt hôm nay, cũng như là các chuyên gia có thể nhìn được các bức tranh tổng thể của ngành hàng không và du lịch Việt Nam trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch, và từ đó đánh giá chính xác cơ hội, thách thức và đề ra các giải pháp để khôi phục và phát triển ngành du lịch và hàng không trong những năm sắp đến. Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch nhấn mạnh, hội thảo lần này rất đúng thời điểm, khi tại hội nghị thúc đẩy du lịch quốc tế vào Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đã nhận định Việt Nam mở cửa sớm du lịch, nhưng lại đi trước về sau, khi số lượng khách quốc tế chưa đạt theo kế hoạch, vẫn có điểm nghẽn. Hội thảo mong muốn nhận được các ý kiến đóng góp để tháo gỡ các điểm nghẽn, như chỉ đạo của Thủ tướng. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị, đặc biệt là với ngành hàng không, các bộ ngành liên quan để mà đồng hành cùng với doanh nghiệp du lịch, đồng hành với các địa phương nhằm tận dụng tốt hơn nữa cơ hội đón đầu xu hướng du lịch trên thế giới, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch và làm mới sản phẩm thu hút khách, sớm lấy lại tốc độ tăng trưởng như trước đại dịch và góp phần tạo dựng từng bước đi vững chắc, tạo đà bứt phá cho du lịch Việt Nam. Tại hội thảo, các diễn giả đã trình bày các tham luận về phục hồi du lịch Việt Nam trong bối cảnh mới, hoàn thiện chính sách về vận tải hàng không, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển đường bay đến các thị trường trọng điểm, thị trường tiềm năng của du lịch, tháo gỡ các vướng mắc về mặt thể chế, các quy định xuất nhập cảnh, quá cảnh, phục hồi và phát triển bền vững nội địa nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh, tiếp tục thu hút du khách, hợp tác hàng không và điểm đến Đà Nẵng.